Cánh đồng hoa Carlsbad nằm cách thành phố San Diego hơn 50 km về phía Bắc với khoảng hơn 70 triệu bông hoa. Hàng năm khi những bông hoa nở rộ, du khách địa phương và từ khắp nơi lại đổ về đây chụp ảnh, check-in. Những bông hoa ở đây nở trong khoảng từ 6 đến 8 tuần, từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Điểm tham quan này đã bị đóng cửa trong phần lớn năm ngoái do các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19. Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát, các hạn chế được nới lỏng nên cánh đồng hoa lại có thể mở cửa trở lại đón khách. Thật tuyệt khi được ngắm nhìn cảnh đẹp này. Đây là một trong những lần đầu tiên chúng tôi được ra ngoài sau một thời gian dài phải ở trong nhà. Nơi này thật sự rất đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây. Đây là giống hoa mao lương của chúng tôi. Chúng tôi đang lai giống cây mao lương và hàng năm đều cố gắng cải thiện chất lượng, kích thước, màu sắc và độ đồng đều của hoa. Vì vậy, chúng tôi tin rằng những bông hoa này đang phát triển tốt hơn qua từng năm. Ngành công nghiệp hoa đóng vai trò không nhỏ vào nền kinh tế của bang California.